Đừng tức giận thì xấu lắm. Thế làm sao mà tự nhiên lại tức giận? Hay là cậu học kém, bị cô giáo cho điểm thấp nên tức giận đúng không? Vừa lúc nãy tớ đang sang chơi nhà cậu, đi đường thế nào mà lại gặp cả một lũ Skibidi Toilet. Không biết chúng tụ tập làm cái gì ấy. Skibidi Toilet ở trên đường á? Đúng rồi. Thế chúng làm gì? Không biết chúng định làm cái gì, nhưng mà tớ định ra dạy cho chúng một bài học. Rồi sao nữa? Thế nào mà chúng này từ đâu chạy đến rất là nhiều luôn, xông vào tớ làm cho tớ không trở tay kịp. À, thế là cậu bị mấy con Skibidi Toilet trêu ngươi nên là tức giận chứ gì? Đúng rồi đấy, tớ rất là ghét lũ Skibidi Toilet. Thôi, đừng có tức nữa. Tớ có cách này cho cậu xả giận đây này, hay lắm. Cô cả em xả giận nữa. Cách gì cơ? Đây này. Cái gì thế? Cái hộp to đùng luôn. Đây là lò vi sóng à? Không phải lò vi sóng. Cái này á, lò nướng à? Gấu bông. Gấu bông thì có liên quan gì đến Skibidi Toilet? Có liên quan chứ. Tớ mới sắm được cái này hay lắm. Đây này. Wow. Đây là cái máy gắp gấu bông. Wow. Mà nó gắp được nhiều thứ lắm. Có cả gắp Skibidi Toilet bên trong đây. Cho cậu ngồi đây xả giận đã đập cho chúng một trận ở trong này này, thoải mái luôn. Bình thường tôi chỉ nghe đến máy gắp gấu bông thôi chứ làm gì nghe thấy máy gắp Skibidi Toilet á. Đúng rồi, cái này cái gì nó chả gắp được. Để tôi xem bên trong cái hộp này còn có gì không nhá. Wow, có mô hình của Skibidi Toilet này. Đấy, tí nữa mình sẽ gắp những cái này này. Còn đây là ai? TV Man. Còn đây là ai? Titan Speaker. Còn đây là ai? Camera Man. Còn đây là Speaker. Speaker đúng không? Đúng rồi, thấy chưa? Có một speaker này. Skibidi Toilet, cậu nhầm rồi. Đúng rồi, tớ nhầm. Mà bên trong này còn có cái gì đó sụp xoắn các bạn ạ. Wow, máy này gấp được cả kẹo à. Đúng rồi, cái máy này á gấp được tất cả mọi thứ luôn. Mình cứ cho vào bên trong máy là dùng cái cần này gấp lên thôi. Mỗi một cái này thì dài này, cái này thì vuông này, rồi cái này thì hình tròn này. Mỗi một cái gắp nó sẽ có độ khó khác nhau. Thế nên là mình phải thật khéo tay thì mới gắp được. Bây giờ tớ sẽ cho tất cả những thứ này vào bên trong nhá. Đây. Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu cho đồ vào đây nhá. Cho hai cái con Skibidi làm bạn Trang tức giận này. Cho vào đây. Cho cả mấy anh Speaker Man nữa này. Đấy, vứt linh tinh vào. Mình sẽ cho thêm cả mấy con gấu bông này nữa nhá. Nhiều món đồ quá. Đã nữa tớ thích gắp cả kẹo nữa. Đấy. Đặt vào. Thế bây giờ chúng mình chơi thế nào vậy? Cậu đi gắp gấu ấy phải có xu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nhá, mình sẽ thả mỗi một xu là một lượt gắp cậu ơi. Tớ thả vào nhá, rồi tớ hướng dẫn nhá. Đấy. À, nó có thời gian hiển thị ở đây này. Đúng rồi. Thời gian đang giảm dần. Đây sẽ là những cái cần điều khiển đây này. Cần này có chức năng gì vậy? Tiến lên đúng không? Đây sẽ là tiến vào trong này. Tiến ra ngoài này. Tiến sang ngang này. Mình sẽ đi đến những chỗ nào đấy mà có con gấu bông hoặc con Skibidi. Mình hạ xuống, đây sẽ là nút hạ cần này. Đấy. Cậu nhìn thấy chưa? Gặp chưa? Gặp được không? Trượt rồi. Ui, đấy. Nó sẽ khó phết đấy. Y như trò chơi ở ngoài kia luôn. Nên là không phải phát nào cũng gặp được đâu. À, thế thì trò này tớ cũng biết chơi đấy. Cậu mau cho tớ một xu đi, để tớ xả giận cái con Skibidi Toilet nào. Đây, cho cậu một xu luôn. Một xu này nhá, tớ sẽ gắp con Skibidi Toilet này. Here we go. Mở cần. À. Sang phải. Hạ cần. Ô. Ô, sao cái xu này nó nhanh hết thời gian vậy cậu? Bởi vì mỗi một xu chỉ được gắp một lần thôi. Cậu mở cần, cậu gắp vào rồi thì là nó chả hết. Bây giờ tớ cho cậu lại một xu nữa nhá. Lần này phải gấp khéo vào đây. Điều khiển cái cần này
Lại gần con Skibidi toilet này. Bây giờ cậu xả hận đi. Biến sang phải này, biến sang trái này. Bây giờ tôi sẽ dùng cái cần này để đánh vào đầu con Skibidi toilet nha. Đánh vào đầu này. Đập vào đầu nó này. Đây. Móc tiếp này. Lên này. Con này cũng cứng đầu đấy cậu ạ. Gấp mãi mà không được. Để tớ thử lại nhá. Lên rồi này. À, cậu điều khiển cái gầu máy xúc đánh vào đầu nó một cái. Đánh đánh này. Méo cái tai nó đi cậu ơi. Cái tai này. Thả ra này. À, được rồi, được rồi. Cúng một cái tai này. Cúng một cái mũi này. Cúng một cái tai này. Chị đã hết tất trận chưa? Cũng đỡ đỡ rồi đấy. Thôi chị đã đến được em nhé. Em sẽ gấp con gấu bông. Đâu em kéo gấp sao nào? Rút tiền xu vào nào. Ấy chà, gấp con nào, gấp con nào. Con nào dễ nào? Con màu cam đấy à? Nữa đi, nữa đi. Chưa vào đâu. Đấy, rồi. Ui, hạ xuống cơ mà. Em cam điều khiển sai rồi. Rồi. À, bắt thằng đen rồi này. Cho về, cho về, cho về. Đây cơ mà, đây cơ mà. Cứ ở cái lô này cơ. Ô, em đang không biết điều khiển nữa à? Hết thời gian rồi, phải thêm một xu nữa. Thôi thì em nhím mất thêm một xu nữa. Một xu nữa rồi nha. Đây, xu đây, xu đây, không được lấy xu ở đấy. Rút vào đi. Rút vào rồi. Lấy ra nào. Đấy, kia kia. Cho ra. Chưa trúng đâu, chưa trúng đâu, phải vào đây cơ. Ấy chà. Em cam cũng điều khiển siêu phát nhỉ. Ô. Yeah, cam gấp được một con mèo rồi này. Tớ thấy cái trò máy gấp gấu bông này của cậu hay thật đấy. Bây giờ tớ thích gấp. Thích gấp gì nhỉ? Thích gấp kẹo. Em cũng thích gấp kẹo. Được rồi, gấp kẹo chứ gì. Thế thì bỏ hết gấu bông ra nha. Bây giờ sẽ là trò chơi gấp kẹo. Kẹo mút này. Kẹo mút này. Wow. Xem cho cậu có lấy được kẹo trong đây ra không nhá. Rồi, đóng cái thùng đồ lại. Bây giờ chơi đi, oản tù tì xem ai chơi trước cơ. Bây giờ cả ba mình sẽ oản tù tì nhá. Nếu như mà ai thắng thì sẽ là người được chơi trước. Rồi, oản tù tì ra cái gì, ra cái này. Tớ thắng rồi. Bây giờ tớ một đồng này, em cam một đồng này, cậu một đồng này, chỉ được mỗi người một đồng thôi. Tớ chơi trước đây. Mỗi người một gấp, ai không gấp được thì không được ăn đâu nhá. Cho vào luôn. Thật là nhanh, thật là nhanh. Mình sẽ gắp cái kẹo mút này đầu tiên. Bởi vì nó là dễ nhất. Mong là bạn nhím sẽ không gắp được cái kẹo mút này. Bởi vì nó là dễ nhất. Lên nè, lên. Lên. Trượt rồi, trượt rồi. Cố lên, cố lên, đi vào, đi vào. Đi vào, đi vào. Đi vào nào. Có thôi. Hết thời gian chưa, hết thời gian chưa. Đây, từ từ. Còn lâu cậu mới gấp được. Không được rồi, không được rồi các bạn ơi. Yeah, thế là bạn nhím đã không thể nào gấp được cây kẹo mút ý rồi. Bây giờ tới lượt em cam. Bây giờ em cho viên xu này vào nhé. Ok. Đâu dưa hấu đâu? Đây này, dưa hấu ở trong này nè. Nhanh lên, không hết giờ, hết giờ bây giờ là không làm mất lượt đấy. Ờ, nhầm rồi, nhầm rồi. Lên được không? Gặp được lên rồi kìa. Gặp được lên rồi. Nhưng mà hết thời gian rồi. Thế là nó không đi nữa, nó không đi nữa. Cái kẹo vẫn còn ở trong đây luôn. Ui dồi ôi, thời cơ của tớ đến rồi. Đến được đồng xu của tớ. Thả vào luôn này. Xê dịch cái kẹo mút này xuống này. Nhả cần ra. Yeah. Thế là cuối cùng cây kẹo này cũng là của chị rồi. Wow. Cây kẹo này ngon đấy. Để bây giờ chị thử bóc ra ăn nhá. Rút ra này. Đây là kẹo gì đây? Kẹo trứng chứ còn kẹo gì nữa. Thơm thật đấy.